Hiến thần cứu mẹ bạn gái, một tháng sau bạn gái cưới người yêu mới. Eugene Martinez, một giáo viên, người từ bỏ cơ hội theo học ngôi trường Harvard danh giá, nơi mà Mark Zuckerberg hay Bill Gates bỏ học sau đó. Nhưng không phải để thành lập một công ty vĩ đại, anh từ bỏ cơ hội đó chỉ để ở gần bạn gái. Hai người yêu nhau say đắm, hay ít nhất là anh nghĩ vậy. Nghe tin mẹ bạn gái bị bệnh cần hiến thận, là một chàng trai có hai quả thận, anh không ngần ngại hiến một quả để cứu sống bà. Không phải câu chuyện cổ tích nào cũng có cái kết viên mãn. Tưởng như hành động dũng cảm của anh sẽ khiến cho bạn gái yêu anh nhiều hơn, nhưng bạn gái anh xin phép và cái bốp vào tình yêu của ngốc nghếch đó. Cô bỏ anh chỉ sau một tháng hiến thận, khi vết mổ của anh còn chưa kịp liền sẹo thì lại một vết sẹo khác hẳn lên trái tim anh. Cay đắng hơn cả việc cô bỏ anh, cô đã cưới một người đàn ông ngay sau đó. Câu chuyện nghiệt ngã đến đau lòng sau khi đăng tải lên mạng TikTok đã nhận về 14 triệu lượt xem, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi ở Mexico. Là một người đàn ông, hiến thận cho mẹ người yêu anh còn dám làm nên anh chia sẻ bản thân hề không trách móc gì bạn gái cũ. Anh vẫn sống ổn với một quả thận và mong bạn gái của anh hạnh phúc bên người yêu mới. Một vài bình luận khuyên anh lần sau anh đừng mạo hiểm như vậy. Nhưng với một người chỉ có hai quả thận như anh sẽ chẳng còn cơ hội bán thận mua iPhone, chứ chưa nói gì đến việc hiến thận cho cô bạn gái nào khác.